Trời ơi 30B. Quá kinh dày thiệt. Trời má cái cục. Xem 10B thấy rén má, chuyển qua đây xem 30B. Trời ơi má kêu T5 1 tỷ. Má kinh thật. Đúng rồi, chẳng thà đánh HA hoặc là 8 phe, chứ còn mà đánh sa mạc em thấy má nó mất thời gian lắm. Tốn thời gian quá trưởng luôn. Vác năm đào lên mà đánh phiêu mà 5-6 đào lên mất bà nó gần tiếng hồ. Quệt quệt mấy cái hết lính về. Em thì map này cũng được, trừ cái map sa mạc thôi. Bữa em chơi thử lần bên 648 thì em sợ lắm rồi. Ai ôm cờ kinh thế. 5-6 giờ phiêu 5-6 không à. Lên xem zero. Ờ để xem nốt cây cờ đó không à. Kể ra mà Renly với dép như vậy chết lính nó vẫn đỡ hơn là đánh on field đúng không. À đánh on field tốn red lắm. Thì chính vì mà Renly với dép với chết như vậy thì đâu có bào được 5-6 nhiều đâu. Quan trọng là bào red mà. À cho lính vậy thì má biết nào mới hết được nha. Đúng rồi, mình nghĩ là phải bào phiêu kìa. Không bào phiêu được thì lực cũng không xuống nhiều. Gì? Vừa gãy cờ xong nhét con Zeno vô liền luôn.